Vâng, Hoàng Giang xin gửi lời chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của kênh Văn Bản TV. Video này sẽ review lại những cái chuyến đi của đoàn khách du lịch đến từ Indonesia. Quý vị và các bạn muốn được xem video mới mỗi ngày và mỗi tuần, xin mời quý vị và các bạn ủng hộ kênh một lượt đăng ký. Mỗi một lượt đăng ký, quý vị và các bạn sẽ được xem video suốt đời. Mỗi lần có video mới, quý vị và các bạn sẽ được xem đầu tiên. Một lần nữa, Hoàng Giang xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hello. Oke, selamat sore semua. Semua hari ini ibu cantik-cantik ya. Siapa belum ambil, siapa belum masuk video, angkat tangan ya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Karbilis. Cantik. Semangat Bu, semangat, semangat, sudah nyampe sekarang. Dikit lagi, Mam. Sekarang kita menuju ke speedboat Halong Bay. Ya, nanti ibu bantu saya kunci pelampung ya. Yeah. Oke, cukup ya. Oke, sekarang itu aja. Thank you.
Ya, dia berhenti, kita foto. Ya, berhenti foto sebentar ininya. Ini ada lubang sepertinya butterfly ya. Ya. Itu tuh. Ya. Kan hang di deh. Hang belum. Oke, butterfly pulau. Oh, wow. Oke, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Saya sudah cari banyak kali, saya bisa berdiri. Ya, jalan lagi. Ini gua zero ya. Ada kayak. Terek. Bo meme. Semua. Iya.
Oke, say goodbye, halo, bye. Yeah, bye bye.